Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mong Mình Phúc nha. Và hiện tại thì là đang là mưa. Thì đây, trong tay Phúc đang cầm đó là một cái bó cải nè. Giờ Phúc sẽ làm một clip đó là cái món ăn cải xào để cho bữa cơm gia đình Phúc nha. Và nhân đây thì Phúc cũng xin giới thiệu về những cái ngôi nhà mà đã từng 6 anh chị em Phúc đã từng sinh ra và lớn. Và nhân đây thì Phúc cũng xin giới thiệu về những cái căn nhà mà đã cách đây là đã được rất là lâu rồi. Và cái ngôi nhà này thì 6 anh chị em Phúc đã sinh ra và lớn lên tại nơi đây. Và những người anh, người chị, người em của Phúc thì đã có gia đình hết rồi. Thì căn nhà hiện tại đó là chỉ còn là Phúc và ba và người mẹ của Phúc thôi. Thì căn nhà của Phúc rất là nghèo, đơn sơ lắm tất cả quý vị ơi. Đây, Phúc sẽ quay cho quý vị xem bên trong nha. Thì ngôi nhà này thì nhìn rất là đơn sơ. Phải nói rằng là rất là nghèo nhất ở vùng cao luôn nè. Đây là những cái ngôi nhà của Phúc đã sinh ra và sinh sống ở đây. Và đây là những cái căn là cửa nha. Cửa thì ta chỉ dùng những cây tre như vậy thôi. Đây. Và đây, cái phần này thì người ta gọi là tép đất. Dách nhà bằng đất thôi. Đó. Thì đây là những ngôi nhà mà phải nói rằng là rất là nghèo nhất ở vùng cao. Và ngôi nhà này cũng là ngôi nhà của Phúc nha. Đây. Thì công nhà Phúc không có gì hết đó. Không phải Phúc làm clip này để cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương đâu. Chỉ là Phúc muốn nhằm chia sẻ cho mọi người thôi, những cuộc sống thật của Phúc như thế nào. Đó, những cái bếp và đây những cái món ăn hàng ngày của Phúc. Thì cũng có nhiều người nói rằng là ở nhà mình khó khăn rồi sao còn quay clip chia sẻ làm cái gì. Nhưng mà với Phúc thì nhà nghèo không có sao cả. Cái vấn đề là Phúc vẫn còn sức khỏe nè. Phúc vẫn còn cố gắng lao động cho cuộc sống của mình. Và Phúc ước mơ một ngày nào đó Phúc sẽ không còn ở những cái căn nhà như thế này nữa quý vị ơi. Đây, ngôi nhà rất là đơn sơ. Ở mái tôn thì dùng những cây đó, thấy không? Đó, phía bên trong. Và bên này thì là, đây là chiếc giường của ba Phúc này. Hiện tại ba Phúc đang, đó, quý vị thấy không? Rất là nghèo, không có gì hết á. Nhưng mà Phúc vẫn cố gắng thôi, tại vì mình còn sức lao động mà. Về phía bên này thì, đây là mẹ của Phúc nè. Bà già của Phúc thì hiện giờ đã tai biến rồi. Đó là những, đây là chiếc giường của người mẹ của Phúc. Và Phúc thì đã mấy năm nay rồi Phúc chưa được ngủ trong cái giường. Cái giường của Phúc hiện tại đó là, quý vị thấy không? Đây là những cái giường của Phúc. Phúc thường đi đâu về, đi làm về cũng như là làm gì thì Phúc thường ngủ trong cái chiếc võng này thôi. Và cái phần đây là chiếc xe đạp. Hồi trước á, lúc mà ba cũng còn khỏe, ba hay chạy chiếc xe này nè, xe đạp này nè. Đó, đi mua đồ ăn, là nấu đồ ăn cho người mẹ của Phúc. Thì bây giờ thì ba của Phúc đã yếu rồi, không còn thấy đường chạy xe đạp nữa. Thì chiếc xe đạp này giống là để ý là làm triển lãm kỷ niệm trong nhà nghèo nhất của Phúc thôi. Đây, chiếc xe đạp vẫn còn ngon, vẫn còn chạy được. Đó. Thì đây là những cái hoàn cảnh thực sự của Phúc nha. Phúc chỉ muốn chia sẻ thật lòng của Phúc, hoàn cảnh thật của Phúc thôi. Đây. Và bây giờ thì không có chia sẻ cũng là quay về căn nhà nghèo của Phúc nữa đâu. Mà Phúc sẽ làm những cái món ăn cho tất cả mọi người xem, cũng là một món ăn trong gia đình Phúc trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Đây, thấy không? Cái ngôi nhà này mỗi khi mà mưa bão lớn á, thì gió hay là mưa gì đó tạt vô rất là nhiều luôn. Và phía sau ngôi nhà thì là có những cây bắp. Ở phía xa kia là núi. Đó. Thì hôm nay thì không nói nhiều nữa, Phúc sẽ nấu đồ ăn thôi. Đây là bếp của nhà Phúc này. Đó. Dùng bếp củi thôi. Và hiện tại Phúc đang cầm bó cải nè. Thì trong cái buổi trưa ngày hôm nay thì để có những cái món ăn trong gia đình của Phúc thì Phúc phải làm món ăn. Đó là một món ăn đó là Phúc làm cải xào tỏi nha. Thì Phúc thì
mình nhà nghèo mà nên vất vả ăn uống rất là đơn giản lắm, và cũng không nói gì nhiều luôn ha. Thì Phúc sẽ tiến hành, Phúc sẽ nấu cái món này cho tất cả mọi người cùng theo dõi và cùng thưởng thức cái món này với Phúc nha. Giờ mình sẽ nấu cái món này các bạn nhé. Một tô cải như vậy là cũng đủ cho một bữa ăn trong cái buổi trưa của Phúc nha, và ba mẹ Phúc luôn. Đây, để xách này qua. Giờ mình sẽ nắm bằng tay thôi. Và đây là chai nước mắm. Nước mắm này Phúc sẽ chế vô cho nó vừa đủ ăn thôi. Sợ mặn quá. Mẹ bù ngọt. Đây là đường. Thì Phúc quen rồi, mỗi khi mà Phúc nấu đồ ăn thì Phúc phải cho thêm đường mới được. Tại Phúc quen ăn ngọt. Đây là đường. Đó. Đây là những cái cuộc sống thực của Phúc đó tất cả mọi người ơi. Và đây là ớt. Thưa các bạn, thì hôm nay thì Phúc đã tranh thủ về du quê Phúc rồi. Thì mấy bữa trước mà Phúc không có làm những clip mới cho tất cả người xem, thì lý do đó là Phúc đang đi làm trên Bảo Lộc. Thì ở trong đó thì thời gian của Phúc rất là gò bó luôn, Phúc không có thời gian mà để làm clip cho mọi người. Và Phúc rất là nhớ tất cả mọi người lắm. Bởi vì Phúc đam mê làm YouTube mà mỗi ngày nào mà Phúc được đi quay clip và chia sẻ cho tất cả mọi người thì đó là Phúc cảm thấy rất là vui và hạnh phúc lắm rồi. Và vui hơn thì được sự yêu mến, sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho Phúc, thì đó là từ nguồn động lực để Phúc càng cố gắng hơn. Và trong ngày hôm nay thì Phúc đã về với nhà Phúc rồi, mà tại vì Phúc về, Phúc có đến với dự tiệc cưới của người em của mình, và có lẽ là hôm nay là mưa nên Phúc không lên Bảo Lộc được. Có thể là sáng mai nếu mà không còn mưa nữa thì Phúc sẽ đi lên Bảo Lộc làm cái đó. Thì hôm nay thì chúng ta đã gặp gỡ nhau rồi,
Và sau clip này Phúc sẽ phải là một tháng mấy gì đó Phúc mới làm clip được. Mà không sao đâu, Phúc vẫn dành thời gian của mình để phát livestream cho tất cả mọi người cùng biết đến Phúc. Tại vì Phúc rất là sợ lắm. Sợ bởi vì nếu mà Phúc không làm clip nữa thì lúc đó là chắc chắn mọi người không còn nhớ tới Phúc nữa đâu. Chính vì vậy mà hôm nay Phúc đã sắp xếp thời gian dùng, dù clip không được hay lắm nhưng mà Phúc vẫn mong là mọi người xem và coi những gì cuộc sống thật của Phúc và những ngôi nhà của Phúc đang sống là như thế nào nha. Và những cái món ăn của Phúc đang làm đã chín rồi, giờ Phúc sẽ lấy ra thì ba mẹ con của Phúc sẽ cùng ăn trong bữa trưa ngày hôm nay. Thank you.